Thiết bị vệ sinh Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc bồn cầu C306VA. Đây thế ạ. 306VA. Chiếc bồn cầu này với nhìn ngoại quan bên ngoài. Hai chế độ xả gồm đi tiểu là 3 lít, đi cầu là 4,8 lít. Nhìn nào. Phía trong bồn cầu. Tráng men rất đẹp. Đây là chế độ, cái nắp này là chiếc nắp thường, cho nên là khi hạ xuống khác với cái nắp thông thường khác. Đây là chế độ nắp thường, không phải là nắp êm cho các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể lắp chiếc nắp êm vào